Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai là triệu phú. Chào quý vị và khán giả. Chào chú Đinh Tiến Dũng. Cháu tên là Nguyễn Ngọc Lan, đến từ Hà Nội. Cháu đến đây với mong muốn học hỏi và học thêm nhiều kiến thức, tiếp thu thêm nhiều kinh nghiệm. Cháu xin cảm ơn. Chúng ta có tất cả 15 câu hỏi, trong đó có 3 mốc quan trọng là 5, 10 và 15. Bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp, đó là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân, họ đồng hành với bạn. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Cháu đã sẵn sàng. Thưa quý vị, người chơi của chúng tôi đã sẵn sàng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên: đâu là tên một loại trống? Cơm, cháo, thịt hay là sữa? Theo cháu, tên một loại trống là cơm. Cháu, phương án cuối cùng là A. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Câu đố: xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng, bắc cầu thiên lý nằm ngang một mình, nói đến hiện tượng tự nhiên nào? Hạn hán, lốc xoáy, tuyết rơi hay là cầu vồng? Theo cháu, câu trên nói về hiện tượng cầu vồng. Phương án cuối cùng của cháu là D ạ. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Hành động nào còn thiếu trong câu nói nổi tiếng của nhà triết gia Hy Lạp Heraclit: không ai 3.2 lần trên một dòng sông? Tắm, uống, lặn. Theo cháu là không ai tắm 2 lần trên một dòng sông. Phương án cuối cùng chọn cháu là A. Hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 4. Ghi đông là bộ phận có trong cấu tạo của loại phương tiện giao thông nào? Máy bay, xe đạp, xe buýt hay là tàu hỏa? Theo cháu, ghi đông là bộ phận có trong cấu tạo của xe đạp. Phương án cuối cùng của cháu là B. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 5. Từ nào còn thiếu trong câu nói nổi tiếng của triết gia Hy Lạp Heraclit: không ai tắm 2 lần trên một ba chấm? Dòng sông, ngọn núi, thác nước hay là bãi biển? Theo cháu là không ai tắm 2 lần trên một dòng sông. Câu trả lời của cuối cùng của cháu là A. Hoàn toàn chính xác. Bạn đã vượt qua câu số 5, phần thưởng của bạn bây giờ đang là 2 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 3 triệu đồng. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Bạn sẵn sàng đến với câu số 6 chưa? Em sẵn sàng. Xin mời câu hỏi số 6. Tên gọi của đài phun nước Gervi nổi tiếng ở thủ đô Rome có nguồn gốc từ đâu? Một vị thần, một kiến trúc sư, một nhà thờ cổ hay là một ngã ba đường? Câu này tương đối khó với cháu. Cháu xin dùng sự trợ giúp, gọi cho người thân. Gọi điện thoại cho người thân. Rồi, chúng ta đã có tín hiệu. Tôi xin trợ giúp, câu hỏi này là đáp án D. Cháu xin cảm ơn ạ. Cháu tin tưởng người thân của mình và phương án cuối cùng của cháu là D ạ. Một ngã ba đường. Đáp án D. Riêng với câu này thì câu trả lời D hoàn toàn đúng.
Như vậy là người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc số 6. Phần thưởng hiện tại bây giờ đang là 3 triệu đồng. Nếu vượt qua mốc số 7, phần thưởng sẽ tăng lên là 6 triệu đồng. Và bạn còn 3 quyền trợ giúp. Xin mời câu hỏi số 7. Elevatophobia là hội chứng sợ gì? Thang bộ, thang cuốn, thang máy hay là thang dây? Theo cháu, hội chứng đó là hội chứng sợ thang máy ạ. Câu trả lời cuối cùng của cháu là C ạ. Phương án C. Và đáp án đúng của câu này. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Thang máy trong tiếng Anh là elevator, và nguyên nhân phổ biến gây ra hội chứng này là do bị mắc kẹt trong thang máy một thời gian. Thì sau đó là một thời gian sau là sợ không dám đi thang máy. Bạn đã vượt qua câu số 7. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 6 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 8, phần thưởng sẽ tăng lên 10 triệu đồng. Và bạn còn 3 quyền trợ giúp. Xin mời câu hỏi số 8. Mông Dương là một trong những mỏ lớn nhất Việt Nam khai thác loại khoáng sản nào? Vàng, quặng bauxit, quặng apatit hay là than đá? Theo cháu học địa lý, Mông Dương là một trong những loại mỏ lớn nhất của Việt Nam khai thác than đá. Câu trả lời cuối cùng của cháu là D ạ. Đáp án D là đáp án cuối cùng. Riêng với câu này thì câu trả lời chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Với câu trả lời rất nhanh của mình, bạn đã vượt qua câu số 8. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 10 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 9, phần thưởng của bạn đã tăng lên là 14 triệu đồng. Và bạn còn 3 quyền trợ giúp. Xin mời câu hỏi số 9. Nhà văn nào được mệnh danh là ông vua phóng sự đất Bắc? Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao hay là Tố Hữu? Theo cháu được tìm hiểu trên báo thì ông vua phóng sự đất Bắc đó chính là Vũ Trọng Phụng. Đáp án cuối cùng của cháu là B ạ. Đáp án của bạn là B. Có lẽ là bản thân tôi muốn được nghỉ một chút. Chúng ta nghỉ một ít phút. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Câu B là đáp án cuối cùng của bạn. Và đây là một đáp án B, hoàn toàn chính xác. Nhà văn Vũ Trọng Phụng thì đến thời điểm bây giờ rất nhiều tác phẩm vẫn còn nguyên tính thời sự. Và ông được mệnh danh là ông vua phóng sự đất Bắc. Và ông chỉ có 27 năm tuổi đời, thế nhưng mà có đến 9 năm là sáng tác và các tác phẩm đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị. Phải nói là thiên tài. Bạn đã vượt qua câu số 9. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 14 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 10, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 22 triệu đồng. Và bạn còn 3 quyền trợ giúp. Xin mời câu hỏi số 10. Đất nước nào hiện sở hữu nhiều kim tự tháp nhất đã được con người phát hiện ra? Sudan, Ấn Độ, Nigeria hay là Ai Cập? Cháu đã từng đọc qua một bài báo, Sudan chính là đất nước sở hữu nhiều kim tự tháp nhất. Câu trả lời cuối cùng của cháu là A. A là đáp án cuối cùng của bạn. Và đáp án đúng của câu này à, hoàn toàn chính xác.
Thực ra Ai Cập cũng là một đất nước có rất nhiều kim tự tháp, đã tìm ra được khoảng 138 kim tự tháp ở Ai Cập. Nhưng ở Sudan thì chúng ta đã phát hiện ra 200 kim tự tháp. Kim tự tháp ở Sudan thì được xây sau Ai Cập 500 năm. Và kim tự tháp Sudan thì dốc và hẹp hơn hẳn, cao khoảng 6 đến 30 mét. So với chiều cao hơi trên 100 mét của kim tự tháp Ai Cập thì thấp hơn nhiều. Bạn đã vượt qua câu số 10. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 22 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 11, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 30 triệu đồng. Bạn sẵn sàng đến với câu 11 chưa? Cháu sẵn sàng. Tôi mới được ký xét. Và... cháu xin cảm ơn chương trình. Xin mời câu số 11. Ai là người tạo ra vaccine đầu tiên cho nhân loại? Louis Pasteur, Edward Jenner, Joseph Lister hay là Sarah Gilbert? Câu này cháu cũng chưa có thông tin nên cháu xin nhờ sự trợ giúp của các nhà thông thái ạ. Hỏi ý kiến nhà thông thái. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng các nhà thông thái ạ. Ở câu hỏi này, tôi nghiêng về phương án B nhiều hơn. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án B. Xin cảm ơn các nhà thông thái. Vậy cháu xin chọn đáp án B là phương án cuối cùng của mình. Đáp án của bạn là B. Có lẽ là bản thân tôi muốn được nghỉ một chút. Chúng ta nghỉ một ít phút. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Câu B. Và đây là một đáp án B. Hoàn toàn đúng. Edward là bác sĩ đa khoa, nhà phẫu thuật người Anh. Nhờ Jenner, bệnh đậu mùa, một căn bệnh tàn phá khủng khiếp với loài người trong nhiều thế kỷ trước, đã được xóa bỏ. Ngày nay, cả thế giới phải công nhận cách phòng bệnh hữu hiệu nhất là tiêm vaccine. Bạn muốn có một tấm séc của tôi và bạn đã hiện thực hóa được việc đấy. Dạ, cháu xin cảm ơn chương trình. Xin mời câu hỏi số 12. Văn hóa ẩm thực đường phố của nước nào được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào ngày 16 tháng 12 năm 2020? Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan hay là Singapore? Cháu đã từng đọc qua thông tin này trên báo. Thì theo cháu được biết, văn hóa ẩm thực đường phố của Singapore được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào ngày 16 tháng 12 năm 2020. Câu trả lời cuối cùng của cháu là D ạ. Đáp án D là đáp án cuối cùng. Riêng với câu này thì câu trả lời chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Sau quá trình chuẩn bị hơn 2 năm, thì văn hóa ẩm thực đường phố chính thức trở thành di sản thế giới thứ hai của Singapore. Và tôi sẽ vui mừng gửi tặng bạn một tấm séc. Tấm séc của bạn. Cháu xin cảm ơn chương trình ạ. Xin mời câu hỏi số 13. Chiếc ô tô đầu tiên do người Việt Nam tự chế tạo năm 1958 có tên là gì? Hòa Bình, Thống Nhất, Chiến Thắng hay là Tự Lực? Cháu đang phân vân giữa Thống Nhất và Chiến Thắng. Cháu xin nhờ sự trợ giúp 50-50 từ chương trình ạ. 50-50. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác ạ.
Còn lại đáp án chiến thắng, cháu xin chọn phương án cuối cùng của mình là C, chiến thắng ạ. Lựa chọn phương án C. Và đáp án đúng của câu này, phương án C, hoàn toàn chính xác. Ngày 21 tháng 12 năm 1958, chiếc xe chiến thắng 4 chỗ ngồi đầu tiên do người Việt Nam sản xuất mang biển số QS0001 rời xưởng. Quốc khánh năm 1959, ô tô con chiến thắng do quân đội chế tạo được xếp vào đội hình diễu binh tại quảng trường Ba Đình. Và tôi sẽ vui mừng gửi tặng bạn một tấm séc của bạn. Cháu xin cảm ơn chương trình. Xin mời câu hỏi số 14. Bút danh Mark Twain của nhà văn Mỹ Samuel Clemens bắt nguồn từ công việc gì ông đã từng làm của Hàn Vi? Thợ in ấn, phóng viên báo chí, thợ hầm mỏ hay là lái tàu thủy? Xin mời bạn. Câu hỏi này tương đối khó, cháu xin chọn quyền trợ giúp cuối cùng. Đó chính là cái bạn đồng hành. Người đồng hành với bạn. Trợ giúp cho người chơi của chúng tôi, mời bạn. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án D. Xin cảm ơn bạn. Tôi tin tưởng bạn, người bạn đồng hành của mình. Cháu xin chọn phương án là D, lái tàu thủy là phương án cuối cùng ạ. Bạn đáp án D là đáp án cuối cùng. Riêng với câu này thì câu trả lời không có gì nghi ngờ cả, phương án D là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Ông đã sử dụng bút danh từ kinh nghiệm của mình khi lái tàu hơi nước lên và xuống Mississippi. Mark Twain có nghĩa là dấu thứ hai trên đường đo độ sâu, biểu thị hai phần tử, hoặc là 12 feet là độ sâu an toàn cho thuyền sông. Bạn muốn có một tấm séc của tôi và bạn đã hiện thực hóa được việc đấy. Cháu xin cảm ơn chương trình. Xin mời câu hỏi số 15. Tên gọi của tỉnh Gia Lai ở Tây Nguyên được bắt nguồn từ đâu? Tên một thác nước, tên một buôn làng, tên một tộc người hay là tên một vùng tự nhiên? Theo cháu, tên gọi tỉnh ở Gia Lai, tên gọi tỉnh Gia Lai ở Tây Nguyên được bắt nguồn từ một dân tộc thiểu số. Và phương án của cháu là C, tên một dân tộc người là đáp án cuối cùng. Phương án C là đáp án cuối cùng của bạn. Và đáp án đúng của câu này, xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Từ năm 1932 thì cái tên Gia Lai được chính thức để dùng để đặt tên cho tỉnh Gia Lai. Thực hiện được hành trình từ câu hỏi số 1 và đến tận câu hỏi số 15. Xin chúc mừng bạn. Và xin thay mặt chương trình tôi sẽ gửi tặng bạn tấm séc của bạn. Cháu xin cảm ơn ạ. Vâng, bạn là một trong những người chơi rất xuất sắc của chương trình Ai Là Triệu Phú. Rất cảm ơn bạn vì đến tham dự chương trình và có một phần thi hết sức xuất sắc. Và đây là phần thưởng rất xứng đáng với bạn.